Từ xa xưa, con người đã biết chưng cất yến xào kết hợp với các dược liệu quý như táo đỏ, óc chó để bồi bổ cơ thể. Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Dược Quốc tế đã cho ra đời sản phẩm sữa Neoke cao cấp có bổ sung yến xào và quả óc chó. Để giúp con yêu có thể phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời, chị Hằng đã lựa chọn cho con sử dụng sản phẩm sữa Neoke. Bé nhà mình được 12 tháng tuổi rồi, mà nặng được có 7 cân và cao có 60cm thôi. Bình thường là bé đã lười ăn rồi, lại còn hay bị táo bón nữa. Nên là mình cũng phải tìm rất là nhiều phương pháp để bổ sung dinh dưỡng cho con. Và mình cũng đã phải tham khảo các ý kiến của các mẹ bỉm sữa ấy. Thì thấy rất là nhiều mẹ đánh giá tốt về sản phẩm sữa Neoke BioKit. Nên là mình đã phải mua về cho con dùng thử luôn. Và rất là hài lòng là chỉ sau một thời gian con sử dụng thôi, là mình thấy bé làm ăn ngủ tốt hơn này, và không còn biếng ăn lười ăn nữa, và hệ tiêu hóa là cũng được cải thiện nhé. Và đặc biệt là mình còn thấy bé thông minh lanh lợi hơn hẳn ý. Bây giờ thì mình rất là yên tâm và vui mừng rồi. Neoke, cái dòng sản phẩm của Công ty Phát triển Công nghệ Dược Quốc tế này, thì nó có bổ sung thêm các cái chất như là bổ sung thêm sắt, bổ sung thêm kẽm, bổ sung thêm nizin, bổ sung thêm cái chất xơ hòa tan vân vân, đặc biệt là bổ sung thêm cái yến xào và cái quả óc chó. Nó có tốt ở cái là nó giúp cho cái hệ tuần hoàn phát triển tốt, nó có thể là làm giảm mỡ máu. Thứ hai nữa là nó làm tốt cho cái vấn đề hô hấp, nó có thể giúp cho trẻ em phát triển, giúp tiêu hóa tốt hơn, ăn ngon hơn, ăn ngon miệng hơn. Và đặc biệt nữa là nó có tác dụng trong cái việc là tăng cường cái miễn dịch của cơ thể. Thứ hai nữa là cái quả óc chó bổ sung cái omega thực vật, hay omega 3, omega 6, omega 9. Thế và trong này thì nó có giúp cho là phát triển cái não bộ của các cháu bé, và giúp cho bổ sung cái DHA. Dòng sữa Neoke đã được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn, cho ra những sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng dành cho đông đảo các đối tượng khác nhau, từ trẻ nhỏ đến người già và những người cần chăm sóc sức khỏe.